Trong âm thanh rộn rã của tiếng trống, các đội lân sư rồng đã mang đến cho người xem một màn trình diễn vô cùng đáng nhớ. Những tiết mục nhào lộn điều luyện, chuẩn xác cùng màn biểu diễn công phu của 108 con lân nhà đồng loạt 108 chữ tài lộc và tạo thành hình lá quốc kỳ Việt Nam. Cảm xúc của em khi mà đạt được cái huy chương của tập kỷ lục Guinness này thì em rất là hạnh phúc. Em muốn là sang năm vô bộ quận 5 sẽ mở thêm một cái xác lập cái kỷ lục khác nữa để cho tụi em có thể mà giao lưu cùng tất cả các đồng lân khác. Em tham gia lân sư rồng là năm 12 tuổi. Bây giờ em đã được 27 tuổi. Em rất là tự hào và rất là vinh dự khi là vận động viên xác lập cái kỷ lục Guinness Việt Nam. Cái này là lần đầu tiên trong đời em mới được tham gia lân sư rồng, mới được một cái là vinh hạnh như vậy. Thông qua màn đồng diễn quận 5 tình hòa hội tụ được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam, Liên hoan 2018 còn góp phần mạnh mẽ trong việc quảng bá, giới thiệu nghệ thuật lân sư rồng, sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo của Thành phố Hồ Chí Minh. Sau này đó thì chúng tôi hy vọng là giờ cái lực lượng đoàn kết với như vậy thì sẽ bước thêm một bước, làm thêm, phát huy thêm cái chương trình lớn do lực lượng vận động viên tập thể để hoàn thành nhiều cái chương trình lớn hơn nữa. Được biết, vào tối nay, lễ khai mạc Liên hoan Lân Sư Rồng lần 2 năm 2018 cũng đã và đang diễn ra. Như một lời chúc năm mới phát tài, phát lộc và may mắn, Liên hoan sẽ còn rất nhiều hoạt động ấn tượng xuyên suốt từ nay đến hết ngày 30 tháng 12 tới đây.